Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 23. Gặp ma bất động. Hòa thượng tu tập thiền định, công phu ngày càng thuần thục. Lúc ngài 18 tuổi, vào đêm 29 tháng Chạp, hòa thượng mộng thấy mình đi vào một căn nhà chòi. Hòa thượng kể: "Có một lần tôi mộng thấy mình đến căn nhà chòi kia. Trong nhà có hai người đàn bà, người lớn khoảng 50-60 tuổi, người trẻ thì khoảng hơn 20 tuổi. Tôi ở phía bắc của cái khán, còn họ ở phía nam của khán. Tối xuống, lúc tôi còn chưa ngủ, mơ mơ màng màng, tôi thấy người trẻ tới phía bắc của khán, ôm xốc tôi lên, muốn kéo về phía nam, chỗ cô ta nằm. Lúc đó tôi nghĩ, chuyện gì đây? Nhất định không phải có ý tốt rồi. Tôi hỏi cô ta, cô muốn làm gì vậy? Cô ta không nói gì. Tôi nghĩ chắc cô ta không phải là người rồi. Tôi liền niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Vừa niệm Bồ Tát Quán Âm, tất cả đều biến mất. Nhưng hai bên bẹ sườn, chỗ bị cô ta chạm phải, hành tôi đau cả một tuần lễ. Các vị nói thử, đây là mộng hay thật? Nó đáng lẽ không đau, vì sau đó cái gì cũng đều không có. Nếu các vị nói đó là giả, vậy chỗ xương sườn bị cô ta đụng phải, sao lại đau đớn đến thế? Ha ha ha, 问什么的说